xin chào tất cả các anh em mình đang xem kênh ha hiện nay mình quay lại cái cây hữu Đức mình ghép 10 tháng cho anh chị em mình xem rồi mình nói cái phần nước tưới trước khi lãi lá và trong lúc chơi hoa để cho anh em các anh em mới mình có cái tham khảo để mà mình áp dụng cho tết âm lịch tới đây ha và trước khi mình chia sẻ cái đề tài nước phân tưới như thế này á thì ngày hôm nay mình cũng chia sẻ một chút xíu về cái vấn đề bo anh em thì cái bo ngày hôm nay á, thì mình cũng chắc mình gửi cho anh em luôn nha hôm nay là ngày thứ ba ha hôm nay là là hai tay anh chị em mình ha hai tay tháng 1 2024 ha thì cái bo ngày hôm nay mình cắt mình gửi cho anh em thì gồm có những bo mà anh em còn ví dụ như còn muốn mình chia sẻ cái phần bo giống mới á bo giống mới là một nè rồi cái bo siêu bông bình lợi là hai nè ha thì cái bo si bông mình lợi đó thì mình giao lưu cái hai chục ngàn bo thì hiện nay mình cũng cắt mình gửi cho anh em luôn ha còn những cái bo giống mới thì ngày hôm nay mình cũng chia sẻ cho anh em nào hết siêu tầm luôn ha thì ngày hôm nay mình hứa với anh em là ngày hôm nay mình cắt là hôm nay ngày thứ ba hai tây thì mình gửi nó vẫn tầm 1 đến 2 ngày là anh chị em mình nhận được rồi ha rồi đó là cái phần bo gửi ngày hôm nay thì anh chị em mình canh đón nhận nha còn chủ đề chính của mình ngày hôm nay là mình chia sẻ cái phần mà Có nghĩa là mình chia sẻ cái phần nước tưới trước khi lãi lá Và trong lúc chơi hoa thì cái tỷ lệ nó 433 Thì trước đây anh chị em mình chỉ nghe cái phần mà lặt lá lãi lá hai lần Ha anh chị em mình ha Thì bây giờ mình chia sẻ cái đề tài nó 433 Tại sao lại là 433 Anh chị em mình xem lại cái mặt hoa này đây là cây hũ đất ghép mười tháng nè ha nhìn cái bông nó na ná giống uh, siêu bông sài gòn anh chị em mình ha chân khít đầu to nè anh chị em mình thấy không ha này mà nhìn không biết thì anh em nào mới biết chơi nói nhầm tưởng chết luôn á đó. đó thì anh em nhìn thấy cái tỷ lệ nó nở như vậy là mới có nở có gọi là năm sáu mươi phần trăm mà nha anh chị em mình ha năm sáu mươi phần trăm mà nó nở coi như là anh chị em mình nhìn cái mức độ nó 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 như thế này ha chứ này mà nó nở hết cái dàn nụ mà ở đây nè dàn nụ nhỏ 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 rồi nè mà nó nổ hết là coi như là là kính cây luôn á là khỏi nhìn thấy xương luôn á thì hữu đức thì anh em biết là thường là cái mùa 1 nó hay gặp cái tình trạng là nó như thế này nè ha những cái nụ mà nó đủ cái là nó phọt trước còn cái nụ nào mà nó nhỏ thì nó sẽ bung cho trấu sau <laughs> Thì như ở cái clip về cái cây này á Thì trước đây á, mình có chia sẻ cho anh chị em mình á, là cái phần mà trước khi mình lãi lá cho nó từ 5 đến 7 ngày Thì mình chia sẻ cái phần mà cái tưới cái phần dưỡng rễ anh chị em mình Thì lúc đó mình chia sẻ với anh em là bây giờ mình nói về cái chậu tám nha Nói về cái chậu tám á, thì anh chị em mình tưới trung bình á, nếu mà tưới nó đầy đủ á, là tưới nó rơi vào khoảng tầm 4 lít thì lúc đó mình chia sẻ với anh em cái phần N3M kết hợp với lại cái HVB hai anh chị em mình ha Thì anh em mình pha vẫn cái liều lượng nó giống như là Cái hướng dẫn sử dụng vậy đó Thì anh chị em mình cứ tưới áp dụng như vậy ha Còn cái phần mà lãi lá thì anh em mình vẫn phải lại lá hai lần ha Thì cái cây mai nào nó cũng gặp cái trường hợp là nụ lớn nụ nhỏ nó không đùng đều á Thì nụ nhỏ thì anh em mình lãi lá trước và những cái phần ngọn này á, anh em mình cũng chừa lãi sao vì cái ngọn lúc nào nó cũng là nở trước á. nếu mà anh em lãi một lượt thì cái phần ngọn thường thường nó sẽ nở trước ha cho nên là cái phần ngọn anh em mình chừa hai 30 để anh em mình lãi sao ha rồi đó là cái phần của trước khi lãi lá và sau khi lãi lá thì anh chị em mình thường gặp cái trường hợp là từ 7 đến 8 ngày ha mình nói về cái giống hủ đức thôi nha anh chị em mình. Có thể là những cái siêu bông Sài Gòn hay những giống khác là có thể nó bung vỏ trấu sớm hơn nha. Thì cái phần hủ, cái cây hủ đức á thì thường là 7 đến 8 ngày là nó sẽ bung vỏ trấu như thế này nè anh chị em mình. Ha. Thì cái lúc mà bung vỏ trấu như thế này nè, anh chị em mình tưới nước nó giảm lợi Ha. Giảm lợi, chẳng hạn như anh chị em mình cái chậu 8 á, đợt đầu á thì anh chị em mình tưới nó 4 lít và cái khi mà bung vỏ trấu như thế này á thì anh chị em mình tưới nó chỉ cần 3 lít thôi ha tại sao mình tưới nó 3 lít nó như thế này nè 3 lít á, là anh em mình tưới nó giảm lại và một cái liều nó loãng hơn <laughs> nha anh chị em mình cái n 3 m anh chị em mình pha loãng thì một chút xíu ha nhưng mà chỉ đặc biệt n 3 m thôi nha anh chị em mình đừng có pha cái hàng atonit hay gì đó mà anh chị em mình tưới gốc ha atonit chẳng hạn như anh chị em mình chỉ pha và xịt thôi chẳng hạn như những cái nụ mà nó bung không đồng đều á hoặc sau 7 đến 8 ngày anh chị em mình chưa thấy nó bung vỏ trấu thì anh chị em mình mới áp dụng là phun atunit hoặc là cơm cát ha còn mình tưới tại sao mà cái đợt thứ hai mình tưới nó cái n 3 m mình tưới cái liều loãng hơn cái liều loãng hơn và cái liều nó ít hơn thì nó sẽ gặp một cái trường hợp như thế này nè anh chị em mình chẳng hạn như đó, khi mà nó bung đều vỏ trấu như thế này nè anh chị em mình mà chỉ cần tứ dư cái hàm lượng đạm thôi cái n3m anh chị em biết có đạm này ha dư cái hàm lượng đạm thôi là nó sập cái trường hợp á là những cái nụ mà nó ví dụ như nó ấy thì nó sẽ bị nín luôn và thứ hai nữa khi mà cái nụ nó bung vỏ trấu nó như thế này nè thế anh chị em mình ha là cửa này là lá trên cây nó không còn nữa thì nó gặp cái trường hợp là nó bị sụ nụ và nó bị rụng nụ đó là cái trường hợp mà nó dư đạm dư nước nha anh chị em mình. Thì anh chị em mình để ý cái tình trạng đó nha. Đó là khi cái đợt tưới thứ hai á, là anh chị em mình giảm cái hàm lượng nước tưới ở trong chậu lại ha. Và khi á và khi nó bung đều hết như thế này nè, thường là ở cái mức mà cái nụ búp nó như thế này nè anh chị em mình là tầm nó rơi vào 28 29 á là ở đây mình đi cho hơi cây là cười ngày đó là cũng cái ngày mình giao cây cho khách hàng ha thì trước khi mình đi giao khách hàng á thì cử đó là mình tưới một cái cử mà vẫn tầm 3 lít nước nữa mình nói cho chậu tám thôi nha anh chị em mình ha mình tưới ba ba lít nước cho cái chậu tám nữa là mình mới chở mình đi giao cho khách Thấy anh chị em mình ha thì anh em không có cây cho hơi hoặc khi có cây bánh tết á thì anh chị em mình có những cây ở nhà thì cũng có thể là tham khảo về cái 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 cái, cái tỷ lệ tưới ở bên giường mình ha đó thì anh chị em mình pha cái liều mỗi N3M thôi anh nha anh chị em mình. Đó là lúc đó anh chị em mình tưới cho nó chưa nó đủ sức để mà nó nở cái bông ha anh chị em mình ha. Còn một cái trường hợp mà khi mà anh chị em mình tứ dư cái hàm lượng nước ở trong chậu nữa thì nó có một cái trường hợp xảy ra nữa đó là cánh nó sẽ bị bị nhăn. Cánh nó sẽ bị nhăn. Nhăn thì thường là các nhà vườn hay dùng cái từ gọi là nó bị giật bông anh chị em mình ha nó bị giật bông ha kể cả cái khúc mà nó lại lá nó bung nụ như thế này nè mà nó gặp một cái cơn mưa một cái cơn mưa là nó bị dư nước thì nó cũng bị cái tình trạng là nó bị giật bông ấy anh chị em mình ha đó là cái trường hợp nó dư nước nó bị giật bông chứ thường là cái bông nó nở ra là nó phải căng đét như thế này nè đó cánh nó phải dày phải căng như thế này nè chịu nắng khỏe như thế này nè thường rồi, cái giống hữu đức thì anh chị em mình biết rồi những cái cánh nó rất là dày ha cánh nó rất là dày đó như thế này là đạt nè anh chị em mình ha đấy như thế này là đạt nè đó là mình nói về cái tỷ lệ nước tưới trước khi lãi lá và trong lúc chơi hoa thì anh em mình chỉ có 3 lần tưới ha à nói thêm cái vấn đề mà anh em mình xịt sâu xịt sâu á thì như anh chị em mình biết thì trước đây á, như cái cây này á, mình tưới mình xịt cho nó tất cả là được ba liều canxi si bo thì anh chị em mình nhìn cái cánh của nó thì anh em mình biết được ha cái cánh của nó là coi như là nó cũng rất là dai và lì anh chị em mình ha có nhiều cái cánh là phải nói là nó nằm ở cái ngày thứ tư rồi nó chưa rụng cánh đó, anh chị em mình ha đây là những cái bông này là nó nở ngày thứ hai thứ ba không nè nè như cái này thì anh chị em mình thấy nó vẫn tầm 4 ngày rồi nè ha nó bắt đầu nó héo cánh rồi mà nó không rụng anh chị em mình ha cái canh si bo thì anh em mình cũng theo dõi bên kênh mình trước giờ anh chị em mình thấy mình sẽ trung bình một năm nó là từ 3 đến 4 lần ở cái đợt mà cuối năm ha thì cái canh si thì nó hỗ trợ như thế nào hiện giờ anh em nhìn thấy cái hiệu quả của nó ha đấy ha anh chị em mình ha đấy cánh nó rất là chắc chắn và nó căng nó nó không có bị rúng cái cánh đó đây là khu đức nè nha anh chị em mình ha còn quay lại cái vấn đề mà xịt sâu á xịt sâu á thì à, xịt sâu thì bắt buộc trong tháng 11 là anh em phải xịt rồi nguyên tháng 10 có thể anh chị em mình bỏ bỏ vì sợ làm xịt sâu nó sẽ bị cái trường hợp là nó bị nở bông gió còn sang tháng 11 là bắt buộc anh chị em mình phải xịt sâu rồi để tránh cái trường hợp mà lá nó già rồi đó nó, đầu nó xâm nhập qua những cái đầu nụ như thế này nè anh chị em mình ha đó là cái vấn đề xịt sâu thì à, sau khi anh em mình lặt lá là anh em mình phải tưới xịt cho nó một cái cử sâu là một nè sâu là phải xịt là một nè rồi anh em mình khoảng tầm 5 ngày sau đến 7 ngày sau nó bắt đầu nó trợ cái vỏ trấu ra anh em mình xịt tiếp nữa ha anh chị em mình ha đó và trước khi anh chị em mình á chẳng hạn như cái ngày 28 29 là cái ngày mà cận Tết á thì anh chị em mình xịt tiếp cho nó một cử nữa ha đó là trong 3 đợt tưới và ba đợt anh chị em mình sẽ xịt sâu sau khi lấy lá và trước và sau khi nó bung cái vỏ trấu này và sau khi nó nở là anh chị em mình phải xịt sâu cho nó đủ 3 lần đến 4 lần ha. bốn lần càng tốt nha anh chị em mình cách nhau 5 đến 7 ngày ha. Đó là cái phần chia sẻ clip này đầy đủ đến cho anh em mình 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 xem và tham khảo. Thì còn đặt câu hỏi gì nữa thì anh chị em mình cũng có thể là hỏi máy để đặt câu hỏi rồi mình 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 xem cái bình luận của anh em mà mình trả lời từng câu hỏi của các anh em ha thì đôi lúc có thể là mình bận công việc có thể là trong ngày mình không trả lời được thì thường là mình chiều hoặc tối á tám chín giờ cửa đó mình rảnh á thì có thể là mình xem lại cái bình luận rồi mình trả lời cho anh em ha đó là cái phần chia sẻ của mình đầy đủ ngày hôm nay về cái phần à, tưới nước trước khi lãi lá và trong lúc chơi hoa nha anh chị em mình ha và cái phần bo gửi cũng ngày hôm nay còn một cái phần nữa thì à, để tưới đây mình chia sẻ chẳng hạn như mình chơi hoa nó bao nhiêu ngày một tuần hoặc là 10 ngày và cái trường hợp nó nhiều hơn là 12 đến 15 ngày thì cái mức độ mình xả tàn và cái mức độ mình nhổ cái rễ nó lên mình nhổ cái rễ nó lên, mình nhổ cái bầu nó lên á, mình hai chậu hoặc là mình hai giá thể á thì tới đây cũng trong một cái cây này luôn, mình sẽ chia sẻ từng chi tiết một cho các anh em mới chơi mình nắm ha. Đó là cái phần chia sẻ clip ngày hôm nay nha anh chị em mình. Rồi thì clip này cũng xin kính chúc toàn thể các anh em mình yêu mến bonsai cũng như mai vàng thì cũng xin tất cả các anh em mình gửi lời chúc đến tất cả các anh em mình một lời chúc đầu năm an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe ha rồi cũng xin chào và tạm biệt tất cả các anh em mình hẹn các anh em mình những clip tiếp theo nha